choke out. Bắt bung lên, bắt bung lên giống vậy à. Tập cho nó quen. Làm chậm trước rồi cái bung lên. Đó. 92 tuổi mà làm vậy được là ngon lành lắm nha. Hay quá nha. Hay quá. Cô Đức làm nhanh lên, cô Đức làm mạnh lên cho con. Đó. 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 Không có Đức đứng yên nha, tập cho con. Ấy mình làm già, nếu mình làm ngắn gần gọn lại chút, chậm lại, người ta lẹ thì người ta làm nhanh. Làm như vậy cũng là làm. Hay quá. Hay rồi, 92 tuổi mà làm được như vậy là quá hay. Ông này cũng về đó. ChokeOuT Cancer.